tháng qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình văn nghệ cho tới giây cuối cùng, phút cuối cùng. Mong quý vị cùng ngồi lại với chúng tôi. Quý vị, tôi chưa nói đại ca hồi dở đó, nhưng mà tại quý anh chồng cũng có một cái bài hát mà làm tôi cảm động. Tôi mới về tôi tập hát, thì bữa nay hát bài này cho anh em của đồng chí đi ăn cho người đi đi và cả quý vị xem coi hát tôi hát có được không. Cái bài này là chuyện ổng theo bài thơ Lời Trước Nghĩa Trang của anh tập chồng. Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến, đành trái hơn này nhìn thấy thương đau, đành làm người ngu đổ thừa nước, uổng bao tháng ngày gối đá làm xương. Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến, đành trái hơn này nhìn thấy đau thương, đành làm người ngu đổ thừa bận nước, uống bao tháng ngày rồi đã nằm sương. Mày đã ơn tao vì mày đã chết, ương chúc lý nghi ương chúc thân thân, có được người thương đưa lời nuôi tiếp. Tao bây giờ sống cũng như không, mày có tin không, quê hương đã mất dưới lúc bọn tao nghĩa trang tình nào, đâu thở quân trường, đâu thở quân để nhận lấy ngày khốn đã chết, hưởng chút lễ nghi, hưởng chút ân tình, có được người thấm cho lời buổi tiếp,
còn tao bây giờ sống cũng như không. Mày có tiếng công quê hương đã mất, giữa lúc bọn tao nguyên vẹn lên này, đấu thổ quốc trường, đấu thời quẩn dục, để nhận lấy ngày khốn nạn hôm nay. Một lũ giặc Anh tan hàng cũng gối, bỏ mặt bọn tao đứng khóc dưới cờ. Món nợ ta mong bao giờ trả nổi, học thật sơn hà cứ tưởng như mơ. Giờ chẳng dám nhìn ngay vào mặt mẹ, cũng không đủ lời tâm sự cùng cha. Đành đến thăm mày những thằng đã chết, ngày quê hương còn lắm nỗi thiết tha. Cảm ơn tạ nha. Cảm ơn tất cả tất cả.